cũng không nên quá gần gũi. Quá cách xa thì sẽ mất đi duyên lành với người. Quá gần gũi tức lại làm việc theo tình cảm, chẳng thể tu hành đạt. Tu thì không được đeo mặt nạ, giả đò đóng kịch cho người ta xem. Tu thì hoàn toàn dựa vào công phu của chính mình mới có được một phần thu hoạch. Hễ có một phần thành tâm thì được một phần cảm ứng. Mọi thứ đều nhờ vào lòng thành khẩn, chân thật không hư dối. Hãy nhớ là đừng nên tự lừa mình và lừa người. Muốn cứu đời quý vị chẳng thể dùng bom nguyên tử, bom kinh khí hay tia từ quang, vì chúng vốn là thứ hủy diệt thế giới. Nếu muốn cứu đời, chỉ có thể áp dụng bát đức, hiếu đệ trung, tín lễ nghĩa liêm sĩ, tám thứ đạo văn hóa ở Trung Hoa này, là linh đơn cứu vớt linh hồn chúng sanh, là liều thuốc diệu màu cứu sống sinh mạng người ta hữu hiệu nhất. Bệnh hiểm nghèo thật sự của thế giới là sự phá sản nền giáo dục. Có người nói tôi là Phật thiệt, chân Phật. À, nếu Phật thiệt là quý vị, vị Phật giả là ai? Cũng như có bao giờ ông Tổng thống lại nói tôi là Tổng thống thiệt đây. Nếu nói như vậy thì ai là Tổng thống giả? Từ đây mà suy ra, hãy xưng cái gì là thiệt thì bên trong cái đó hẳn có vấn đề. Hãy làm mọi việc thiện, tức quý vị hãy tu hạnh thanh tịnh. Vì không thanh tịnh thì không phải là thiện, và thanh tịnh tức là thiện. Quý vị cho rằng ăn chay mà ăn trứng thì cũng không sao, thì là không sao vậy. Nhưng chờ tới khi quý vị đầu thai làm gà rồi, thì đó quý vị sẽ hiểu phận làm gà chính là do ăn trứng mà ra. Nếu quý vị chẳng thể đoạn trừ ái dục, thì dù quý vị có xuất gia 80.000 đại kiếp, quý vị cũng chỉ phí thời gian tạo tội nghiệp trong đạo Phật. Cây không gốc thì sẽ khô héo, người không gốc thì phải chết. Bất luận ai bị đau gì cũng là do oan nghiệp chủ nợ tới đòi nợ. Người ta bị bệnh là sao? Vì bệnh cũng chính là cách thuyết pháp giúp người ta biết thân thể này bị đau khổ sanh lão bệnh tử, lúc nào cũng có thể tìm đến quý vị. Nó sẽ đánh điện tính điện thoại hay gửi thư tới nhắn nhủ quý vị dưới hình thức là bệnh khổ. Chẳng những quý vị có thể bị bệnh, mà mai này quý vị còn phải chết nữa. Có sanh ra thì phải già đi, và khi sanh bệnh rồi phải chết. Quá trình này dạy mình về cái khổ của chuỗi sanh lão bệnh tử này, để mình chuẩn bị làm sao giải thoát, không bị số kiếp ràng buộc. Do đó, vô luận là có bệnh gì cũng đều là bảo quý vị phát tâm bồ đề, sanh lòng giác ngộ, xem mọi thứ là vô thường đau khổ, không và vô ngã. Làm được vậy thì bị bệnh cũng là một chuyện tốt thôi. Người biết Phật pháp thì không tranh không tham, không cầu không ích kỷ, không tự lợi không nói dối. Những thứ như ngũ nhãn lục thông thức lôi bát kéo lạp vân vân đều là thứ thừa thải. Tu mà cầu những thứ đó thì cũng tựa như leo lên cây đi tìm cá, làm việc vô ích. Quý vị nếu học thuộc lòng nhuần nhuyễn thao thao bất tuyệt kinh Lăng Nghiêm thì nhất định sẽ khai phát đại trí huệ và tài biện luận cũng vô ngại. Trong thời mặt pháp, người bạch y công nhiên nhận đồ cúng dược hoằng dương chánh pháp. Bạch y tức là người tại gia, họ công nhiên tụng đám cho người làm lễ siêu độ mà thâu tiền của người. Họ lợi dụng Phật giáo để kiếm cơm ăn áo mặc, quỷ chỉ ăn cái tánh của đồ cúng, chúng chẳng cần tiền bạc thực phẩm. Nếu có tiền
quý vị nên làm chút chuyện công đức rồi hồi hướng cho các vong linh. Nếu quý vị mua những thứ xe hơi giấy, tàu bay giấy, người hầu giấy để đốt cúng thì thật là mê muội tới cực điểm. Đốt tiền giấy thành tro thì quý vị làm sao biết nó có hiệu quả gì chứ? Nếu nói đốt rồi vẫn có hiệu quả, tức là người chết có thể dùng được tiền do quý vị đốt. Thế thì người Tây Phương chẳng được bà con đốt tiền giấy cho họ? Phải chăng họ đều trở thành những con quỷ nghèo mạt hết sao? Vì vậy Tây Phương không quỷ nghèo, Đông Phương không thần giàu. Trọn đời tôi không muốn đi tụng đám, phóng diệm khẩu, cúng cô hồn, làm pháp hội thủy lục, bởi vì tôi chẳng có đức hạnh gì. Đạo không đủ để cảm hóa người, đức không đủ để dạy dỗ ai, tự mình còn chưa siêu độ được thì làm sao siêu độ cho các vong hồn chứ? Đó là lý do tôi không có gan lớn để làm những chuyện như vậy. Pháp môn niệm Phật thì hợp cho tất cả, nhưng người già thì năm tháng chẳng bao lâu, nên tốt nhất là niệm Phật. Người trẻ vì ngày còn dài nên cũng thích để tu niệm Phật. Người trung niên sau khi đã kinh nghiệm rõ ràng mọi chuyện trên đời rồi cũng nên niệm Phật. Kẻ bệnh không biết bao giờ mình sẽ chết nên cần niệm Phật gấp. Lúc không bệnh lợi dụng khi thân thể còn khỏe cũng đúng là lúc tốt nhất để niệm Phật. Mỗi người mình đều nên chánh tâm tu thân. Chánh tâm tức là không suy nghĩ tán loạn, nghĩ tưởng tạp loạn lăng xăng, tưởng những chuyện không chính đáng. Tâm chánh thì quỷ chẳng tới tìm quý vị. Ví như cái bát đồ ăn của con mèo đầy dãy ruồi nhặn là bởi đồ ăn quá dơ bẩn. Nếu không có cái bát ấy thì ruồi nhặn chẳng bay tới. Nếu tâm quý vị như thế nào thì sẽ chiêu cảm lại thứ tương tự như thế ấy. Đây không phải là quỷ từ ngoài tới, mà do trong tâm tạp nhiễm của quý vị mời tới. Không gặp ma làm sao nhìn thủng hồng trần? Không chịu khổ làm sao quyết chí tu chân thật? Không nên để trí óc thông minh lừa mình, cho rằng cái gì mình cũng biết, kỳ thật mình chẳng biết gì. Nên khi cảnh tới thì mình bị nó lây chuyển đến độ luống cuống cả tay chân. Sau khi thọ giới rồi, quý vị hãy nhất định làm sứ giả của Phật giáo, làm đội ngũ của đạo Phật, làm vị đại tướng quân, đại anh hùng, đại hào kiệt trong Phật giáo. Không nên khẩu tả tùy tiện, cứ theo thói hư tật xấu, ngày ngày đùa giỡn, nhẫn nhơ, chẳng có vẻ gì là người đã thọ giới cả. Không nên tán loạn, gặp ai cũng rao đón xã giao, mà tự mình chẳng dụng công tu hành chút nào. Quý vị phải biết tu như sao? Nói nhiều quá không tốt. Người phú quý không nói nhiều, nói nhiều thì nhân cách thấp hèn, thấp hèn thì không có giá trị. Cho nên có câu quý nhân nói năng chậm rãi là vậy. Trong phạm vi của luật nhân quả thì phạm tội tà dâm là nghiêm trọng nhất và bị trừng phạt còn mạnh mẽ ghê rợn hơn. Căn cứ vào luật nhân quả, một người lúc sống phạm giới tà dâm bao nhiêu lần thì khi chết sẽ bị một cái cưa lớn cưa thân người ấy từ đầu xuống chân bấy nhiêu lần. Lúc sanh tiền kết hôn 100 lần thì khi chết rồi sẽ bị cưa ra 100 lần vậy. Bởi vì mình chẳng thể nhìn xuyên suốt, không thể buông xả, do đó bị ràng buộc rối rắm trong pháp hữu vi, pháp vô vi, thứ có tướng, thứ không tướng. Lúc ấy vì chẳng thể nhận thức rõ ràng cảnh giới kinh nghiệm trước mắt hay chân lý bất biến, nên mình cứ lôi thôi không dứt khoát và cứ mãi tương tục sanh tử trong vòng lục đạo luân hồi. Đọc kinh Lăng Nghiêm là để khai trí huệ, đọc kinh Pháp Hoa là để thành Phật.
nên nói khai huệ là Lăng Nghiêm, hành Phật là Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm thì quy nguyên, trở về gốc. Ai ai cũng từ nơi Pháp giới này lưu xuất, ai ai cũng sẽ trở về nơi Pháp giới này. Quý vị nên tuyển lựa một bộ kinh mà quý vị cảm thấy vui thích nhất, thì nó mới khế hợp, hợp với căn cơ quý vị. Đã có pháp khế cơ rồi, quý vị hãy nghiên cứu nó, không nên ngày ngày cứ lo kiếm tiền mà quên mất Phật Pháp. Việc lớn trong đời mình là được quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo thì dựa vào hai chữ chân thành. Không chân thành tức quý vị sẽ cẩu thả vô trách nhiệm, làm qua la cho xong việc. Nếu thế thì chẳng có cảm ứng gì. Mỗi sáng khi ngủ dậy, quý vị hãy đối trước Phật mà phát bốn điều thệ nguyện. Bồ Tát nào cũng phát bốn lời thệ nguyện này. Mỗi đêm quý vị hãy kiểm thảo tự hỏi xem, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, mình đã độ ai chưa? Nếu chưa hãy ráng độ. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, mình đã đoạn chưa? Nếu chưa phải đoạn nó đi. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mình đã học chưa? Nếu chưa mình nên học vô lượng vô biên pháp môn. Hãy tìm thời gian rảnh rỗi giữa lúc bận biểu công việc để học chút kinh điển, xem sách Phật dạy. Đạo Phật vô thượng thể nguyện thành, mình hiện tại vẫn còn là phàm tu, chưa thành Phật. Phải gắn mau tu hành thì mới thành Phật được. Người học Phật không nên chạy rong, suốt đời cứ chạy cùng hết chùa này đến chùa khác mà rốt cuộc chẳng có chút sở đắc. Không biết giảng kinh, không biết niệm Phật, cũng chẳng biết lễ sám. Khi tìm cầu tham bái một vị thiện tri thức, quý vị nên biết ngay trong giới xuất gia cũng có rắn rồng lẫn lộn, mỗi mỗi đều không giống nhau. Cho nên nếu quý vị đi lộn vào chốn bàn môn tả đạo thì thật nguy hiểm. Và nếu quý vị lầm lẫn đi vào chỗ tà sư thuyết pháp thì càng nguy hiểm hại hơn nữa. Ở trong chùa, quý vị nên nói chuyện liên quan đến Phật Pháp để tu hành. Đừng nên nói toàn chuyện thị phi, người này thế này, người nọ thế kia. Nếu không càng nói thì quý vị càng đọa lạc. Càng đọa lạc thì càng khó tu học Phật Pháp. Vì sao quý vị trì chú mà quên hoài? Vì quý vị quá tán loạn. Vì sao tụng kinh mà không nhớ? Cũng vì quý vị quá tán loạn. Biết lắng nghe thì dù tôi có chửi bới quý vị, quý vị cũng nghe thành diệu pháp. Dù tôi có đánh người ta, quý vị cũng cho rằng đó là pháp đánh đòn cảnh cáo thức tỉnh họ thật đúng lúc. Còn như không biết lắng nghe thì dù tôi có dùng cách gì gia trì quý vị, giúp đỡ quý vị cũng không sao giúp được. Muốn tôi lên trời chẳng khó gì, giáo hóa người Mỹ là khó nhất. Muốn tôi động thổ chẳng khó gì, giáo hóa người Mỹ là khó nhất. Muốn gà trống đẻ trứng chẳng khó gì, giáo hóa người Mỹ là khó nhất. Quý vị chớ cho rằng được người ta dập đầu đánh lễ lại vái mình lễ như vậy là ngon lành ghê lắm. Quý vị hãy tự hỏi mình có đạo đức gì, có trí huệ chăng, có xứng đáng để người ta cung kính chăng, đáng để người ta sùng bái chăng. Quý vị thường phải hồi quang phản chiếu như vậy. Khi cúng dường người xuất gia, quý vị cần có con mắt biết chọn pháp, trạch pháp nhãn, nên cúng dường người tu hành thanh tịnh. Phật thuyết Tam Tạng 12 loại kinh điển đều không ngoài mục đích dạy người phá bỏ chấp trước. Nhưng chúng ta không chịu nghe lời Phật dạy, lại làm kẻ phản đồ,
mãi chấp trước một cái ngã tôi này. Lúc tôi tới chẳng có gì, lúc ra đi tôi cũng chẳng muốn chi. Tôi chẳng muốn lưu lại dấu vết gì trên trần gian. Tôi từ hư không tới, sẽ trở về với hư không. A Di Đà Phật.